và cùng với anh em làm từ thiện là làm liên tục á. Mình làm liên tục luôn. Mình à? làm liên tục luôn ai cảnh nhà nào mình làm đó, làm liên tục này nè. Dạ gần như cứ một tháng là đồng một đến hai lần. anh cũng rất là vui thấy em mà có người cái tâm như vậy là rất là tốt. Dạ ok. Vâng, hôm nay là ngày à Noel đó các bạn. Chỉ còn vài tiếng nữa thôi với cái niềm hân hoan, hân hỷ. Mình rất là vui khi được cộng tác cùng đoàn từ thiện mà toàn bộ là ca sĩ hết các bạn ca sĩ có nhiều ca sĩ rất nổi tiếng nha à, đây là anh anh tam Chồng nhóm bodego thường thường bodego các bạn các bạn thấy đó cho dù bạn là thành phần nào bất cứ thành phần nào đi nữa thì cái chữ duyên chủ hỷ lúc nào cũng hãy đứng đầu đó các bạn thấy không à, anh ta anh ta mặc dù là ca sĩ nổi tiếng nhưng anh ta rất gần gũi với mọi người là hành động là bắt tay đây các bạn. Do đó chúng ta nên có những suy nghĩ tích cực hơn, lạc quan hơn với mọi tình huống. Mình thật là xúc động khi mình cảm thấy là có nhiều ca sĩ ngoài giờ đi hát, có những cái tâm đức phát quan tâm đức để mọi người có nhiều niềm vui hơn trong cái ngày Noel năm 2019 này và mình muốn mong rằng cái mô hình này sẽ nhân rộng với mỗi người chúng ta, mỗi người chúng ta thấy cái cái, cái 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 khổ nạn, cái khó khăn của người khác thì chúng ta sẵn sàng, luôn sẵn sàng trong cái thế sẵn sàng giúp đỡ người không giúp không không giúp của được cũng phải giúp sức để một xã hội nó được vui hơn, khỏe hơn. Đây là một niềm vui rất lớn sau những loạt video mà mình đã phát trước đó thì mình cũng mong là, là mọi người sẽ lạc quan yêu đời hơn chứ đừng có để một cái cái sự khổ hạnh ở trong lòng rồi là, lại là không hay nữa thì mình cũng mới nhận được một cái nguồn tin nguồn tin cũng nói về cái cái sự việc diễn ra hôm nay tức là cô bé Diễm My đó đã đã đi đâu rồi gia đình không có tìm ra được cô ta trên cái trang của anh anh anh, anh, anh hiệp sĩ á thì ảnh có 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 bình cùng lận trực tiếp cho mình xem nhưng mình nghĩ mọi người mọi người ơi hôm nay là noel rồi cho đó có thể là bé jimmy này á là đã đã hẹn với ai rồi đi chơi thôi cho đó mọi người hãy bình tâm đừng có lo lắng quá nếu theo sự kêu gọi của gia đình thì mọi người có thấy bé jimmy thì cái báo về gia đình ok nhưng các bạn ơi, những video mình đã làm cho chủ video xong hết trơn rồi Cái chủ video này nè Không biết Diễm My có một ngày nào đó có vào đây xem không Toàn bộ video này là nói về cái ẩn dụ Ẩn dụ là về cái duyên, cái nợ Về cái ai thì các bạn biết rồi đó Mình không có tiện nói tên thì Tên ra thì các bạn cũng đã đón được rồi Giữa cái khoảng trời rộng bao la như thế này thì mình cũng mong các bạn hãy mở lòng ra để mà đón nhận cái sự thật, sự thật vẫn là sự thật, mặc dù có những sự thật làm mình rất đau buồn nhưng mình phải chấp nhận và mình vượt qua sự thật đó thôi. Mình giống như một cái mặt biển, một cái mặt hồ, lúc nào cũng tĩnh lặng, ai ném gì xuống đó, một chút xíu động mà lại mà lại tỉnh lại thôi các bạn. Do đó, tỉnh nên tỉnh táo, vô tư, khách quan. Đó, mình cũng không có muốn nhắc lại vấn đề này nữa sang năm mới thì mình cũng cảm ơn các bạn trong những thời gian qua đã đã theo dõi những bản tin của mình thì mình cũng nói với các bạn luôn là mình chỉ dùng từ ẩn dụ mình không thể nói trực diện được tại vì cái cái vụ mấy cái vụ lùm xùm này nè phải chờ cơ quan chức năng ra điều tra thì hôm nay là ngày Noel rồi, các bạn bỏ qua hết đi, bỏ qua hết đi, cứ nghe lời mình. Hãy nhìn trước mặt các bạn, một mặt biển một mặt hồ lúc nào cũng phẳng lặng và hiền hòa giống như tính tình các bạn đó. Mình đọc và mình xóa rất nhiều comment. Đó các bạn, để một ngày đó mình sẽ tổng hợp comment đó trong trong các cái video cho các bạn coi. Toàn là người tốt nhưng có khái là mà cái ý kiến giống như mà tôi thích diễn viên này thì tôi thương tôi nói tốt diễn viên này, tôi thích diễn viên kia tôi thương nói tốt diễn viên kia. Nhưng mình đọc hết tất cả các comment các bạn rồi điều là những ý tốt thôi. Thật ra trong cuộc đời nó có những cái bánh răng cuộc đời và nó có những cái giới hạn trong cách suy nghĩ. Giống như người ta đi thi mà chạy nhanh 100m đi các bạn. Ai cũng làm được chạy được 100m hết, nhưng mà có một cái là người nào chạy nhanh hơn và người nào về đích trước hơn là do cái suy nghĩ của mình, mình có một giới hạn suy nghĩ. Do đó với một người khách quan như mình thì mình không bao giờ chích các bạn Các bạn chửi mình, mình ok, mình bỏ mình bỏ lại cái cái comment đó liền Nhưng khi các bạn chửi người khác Và đặc biệt là cái người mà mình uh, đưa tin Thì uh, mình sẽ xóa cái, cái, cái đó thôi Mình sợ ảnh hưởng đến các bạn đó Đó mình vẫn như cái video mình trước sau như một thôi Vẫn bình tĩnh Im lặng như mặt hồ Ai chọi gì chúng đó cũng không sao cả Nó thì chỉ còn cái vài tiếng đó là Noel rồi thì mình cũng thay mặt những người thực hiện chương trình xin cảm ơn các bạn đã theo suốt các chuỗi video mình vừa ăn vừa qua mình xin chúc các bạn và gia đình luôn luôn dồi dào sức khỏe bình an và hạnh phúc và mình cũng không quên xin chúc mừng đoàn ca nhạc đặc biệt là ca sĩ Trường Tam và nhiều ca sĩ khác nữa các bạn phát hiện ngay đều phát hiện nhưng mà mình không thể nào nói tên được sẽ nói tên là ảnh hưởng tới bản quyền này kia này của họ nữa mình xin chúc những người biết sang sẻ yêu thương những người biết à, những cái khổ hạnh để suy si sẻ yêu thương đó có một cuộc sống viên mãn đó dù là mình là ai mình là người nổi tiếng hay là người bình thường nhưng trong tâm các bạn có sự yêu thương người khác là một điều rất khoan hỷ các bạn ạ à. Vâng, thì tiếp theo mình sẽ đưa thêm nhiều video có ý nghĩa nữa Các bạn hãy đón chờ xem nha Ok, vì là video kết thúc và chuỗi đuổi hình đuổi, đuổi chữ bắt nghĩa các bạn chào các bạn